nào. À. Thật sự như ý. Rồi. À, chú tặng con nè. Lấy hai tay con. Hai tay. À. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại thành phố Hồng Ngự của tỉnh Đồng Tháp. Và hôm nay thì Bùi Hồ đi lên thăm lại những cái hoàn cảnh sống trong những cái căn nhà một nát, để thay mặt cho các mạnh thường quân, cũng như là đặc biệt là thay mặt cho chú Ken Minh Trần ở Mỹ, để hỗ trợ lì xì cho các bé có một cái năm mới vui tươi nha cô bác quý anh chị. Và cũng trước thềm năm mới thì Bùi Hồ xin chúc cô bác quý anh chị là mạnh thường quân cũng như khán giả kênh Bùi Hồ một lời chúc sức khỏe chân tình nhất, dồi dào và an khang thịnh vượng, đặc biệt là sang năm thật là nhiều sức khỏe, làm ăn càng ngày càng phát đạt. Và đây là sau lưng Bùi Hồ, đây là chợ Hồng Ngự vào dịp Tết. Bùi Hồ quay cho cô bác quý chị xem ha. Đây là hình ảnh con cá tra, một cái vùng đất thủ phủ nuôi cái cá tra. Và đây là sau lưng đây là chợ Hồng Ngự. Thì bây giờ thì Bùi Hồ sẽ chạy một vòng cho cô bác quý chị xem chợ Hồng Ngự vào những ngày dịp Tết như thế này cũng khá là sung túc, khi mà các hàng quán họ bán, các tiệm họ bán rất là nhiều đồ trang trí Tết. Khoảng này chạy vô cho cô bác quý chị xem luôn Tết ở chợ Hồng Ngự là như thế nào ha. Đây là chợ Hồng Ngự. Đây là hai bên các gian hàng bán đầy đủ các loại đèn trang trí cũng như là bao lì xì, các mâm quả ngày Tết cũng khá là tấp nập. Và đây là trên cái con đường này thì sẽ xuống gia đình của chị Nguyệt và anh Xuyên. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Thì trước thềm năm mới thì cho Bùi Hồ gửi lời chúc sức khỏe cô bác quý anh chị là mạnh thường quân cũng như tất cả các khán giả trên kênh Bùi Hồ TV, lời chúc tốt đẹp nhất cũng như là cả gia đình sẽ có một cái Tết ấm no và hạnh phúc. Và hôm nay những ngày trước thềm trước Tết như thế này thì được sự ủng hộ của chú Ken Minh Trần, được sự ủng hộ của chú Ken Minh Trần là Việt Kiều Mỹ, thì Bùi Hồ sẽ thay mặt chú đi lên nhà những cái hoàn cảnh, đi gặp gỡ nhà những hoàn cảnh khó khăn mà có các em nhỏ để mà hỗ trợ lì xì cho các em. Và đây là cái bao lì xì sáng nay Bùi Hồ mới mua đó, và đây là cái số tiền. Thì bây giờ thì mỗi một bao lì xì như thế thì mình sẽ, Bùi Hồ sẽ bỏ vô 200.000 đồng, thay mặt chú sẽ bỏ vô 200.000 đồng để mà lì xì cho các em nhỏ, cho các niềm vui trong ngày Tết cho cô bác quý anh chị. Cuối năm thì cái công việc cập rập nên hôm nay mới có quay lại để mà thăm gia đình của các hoàn cảnh khó khăn mà trước đây Bùi Hồ đã quay được mạnh thường quân giúp đỡ để mà lì xì ngày Tết, cũng như là để xem coi cuộc sống của các gia đình sau khi được giúp đỡ thì như thế nào, cũng như là lì xì một món quà của chú Kinh, thay mặt chú Kinh Vinh Trần thì gửi cho các bé nhỏ nhỏ có một cái niềm vui ngày Tết, đó là bao lì xì trị giá 200.000 đồng. Ở đây thì trước mắt thì Bùi Hồ có mua được 10 bao lì xì, thì mỗi bao bỏ cho 200.000 đồng như thế này, thì mỗi một em là như thế là 200.000 đồng. Cũng thay mặt tất cả các hoàn cảnh khó khăn trong một cảm ơn cô bác quý anh chị cũng như là khán giả trên kênh Bùi Hồ một năm qua đã đồng hành cùng kênh Bùi Hồ TV, mặc dù còn rất là nhiều khó khăn cũng như là sơ sót của Bùi Hồ, mong cô bác quý anh chị là mạnh thường quân cũng như khán giả thông cảm bỏ qua. Và trong năm tới thì mình sẽ cố gắng hơn để phấn đấu, để mà nỗ lực, thì mong cô bác quý anh chị sẽ đồng hành, tiếp tục đồng hành cùng với kênh Bùi Hồ, coi như đó là một cái nguồn động lực để cho Bùi Hồ đi gặp gỡ những cái hoàn cảnh khó khăn nha cô bác quý anh chị. Đây, mỗi một bao như thế là 200.000 đồng. Trong một năm qua thì có rất là nhiều cái biến cố, đó là đại dịch Covid-19 nè, rồi mọi người mà Tết như thế này mà thấy còn sức khỏe đầy đủ thành viên trong gia đình là một điều khá là vui rồi đó. Thì cũng mong là sau khi hôm nay quay lại thì cũng mong là các
anh chị cũng như là cô chú mà được giúp đỡ đó sẽ có một cái cuộc sống tốt hơn, khá hơn so với trước đây. Những cái ngôi nhà mà một nát thì một cái Tết như thế này thì cũng mong là có sự khang trang và tươm tất hơn, làm ăn khấm khá hơn, thì lúc đó thì mọi người sẽ được vui hơn. Như là những cô chú anh chị là mạnh thường quân giúp đỡ thì nó có một cái niềm vui trọn vẹn hơn. Trước mắt thì mình sẽ bỏ vô 2 triệu thì bây giờ mình sẽ tặng đến đâu thì mình sẽ thống kê đến đó. Đây, một lần nữa thì thay mặt các hoàn cảnh khó khăn này, Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị là Mạnh Thường Quân đã đồng hành cùng kênh Bùi Hồ nè trong một năm qua, và mong sẽ đồng hành trong thời gian sắp tới. Và đây là trước mắt là 10 bao lì xì cô bác quý anh chị, 10 bao lì xì để cho tất cả các bé, mỗi một bé như thế, nhà nào hoàn cảnh nào có nhiều bé thì sẽ được nhiều bao lì xì để cho các bé có một cái niềm vui ha. Và bây giờ thì không nói nhiều nữa, thì bây giờ Bùi Hồ sẽ bắt đầu xuống gặp gỡ các gia đình cũng như là chúc Tết đầu năm, chúc Tết cuối năm để kịp. Dạ cô bác quý anh chị, thì bây giờ thì hiện tại Bùi Hồ đang có mặt tại một cái con sông của thành phố Hồng Ngự, và đây là ngôi nhà của anh Xuyên, và đây là ngôi nhà của chị Nguyệt, anh Xuyên với chị Hồng với cô bác quý anh chị, và được tất cả các mạnh thường quân giúp đỡ thì hôm nay thì cũng gần một năm rồi. Và Bùi Hồ muốn quay lại đây thay mặt cho chú Ken Vinh Trần ở Mỹ để lì xì cho các bé, cũng như là thay mặt cũng như là xem cuộc sống của gia đình của anh Xuyên nè, rồi chị Nguyệt sống hiện nay như thế nào, rồi có khấm khá hơn hay không. Ui đường sình quá. Bây giờ mình sẽ thăm gia đình của chị Nguyệt trước nha. Chị Nguyệt ơi, chị Nguyệt, Thanh hả? À? Mẹ con đâu? Con mới trên đây nè. À. Sao nay con chơi đầu ngắn ngủn hả? Chơi ăn Tết luôn cậu. Ờ bây giờ con ở đây đi, cậu qua đây chút xíu nha. Rồi, bây giờ mình sẽ qua nhà của anh Xuyên trước coi xem như thế nào. Quá trời chó luôn. Cũng gần đó rồi cô bác quý anh chị. Lên được không anh Xuyên? Ồ quá trời chó sủa rồi. Ôi sao đá nó ở dưới anh? Trời ơi, đây là ngôi nhà của anh Xuyên sau khi tất cả các bệnh thường quân giúp đỡ này cô bác anh chị. Đó, nhìn rất là đẹp đúng không? Đó, cái cầu ghê quá. Dạ. Nay làm sao anh Xuyên? Chắc mình đỡ được không? Vô dịch mắt. Dạ chị Hồng. Không tỏ đây đó, ở không luôn. Ừ. Có ai hỗ trợ gì không? Dạ. Gia đình mình có ai hỗ trợ gì không? Không. Ủa sao người ta có hỗ trợ gạo gì không anh? Có bà nào đó nhưng bà cũng cho được một tháng là được. Ngồi xuống đi. Được 50 kg gạo. Ủa anh đang ăn cơm hả? Không. Cơm gì anh? Bữa nay bà chị đã có cho mớ bò đó anh. Đâu? Bò xạo gì hả? Dạ con ta ngon, ta. Nhà mình ở lấy cái đèn cho anh, bây giờ Bùi Hồ phải quay lại lấy. Ở vô ngồi đi anh. Ngồi đi con, mấy con vô ngồi đi. Ôi thấy 6-7 đứa nhiều nhóc. 6 đứa. Vô đây ngồi. Bây giờ kêu em mà nhớ tên lại tên em không nhớ đó. Đứa đó là Kim Mai, đứa cái
Bảo Khánh, Bảo Hà. Qua đây đi con. Lên đây mấy mấy bé. Chú à. Mấy bé nó có dạng hơn không ta? Lên đây với chú kìa, lên đây chú. Dạ. Cái nhát các bạn ơi. Sợ. Nhát hả? Dạ. Sao sợ? Cho em đeo này cái anh Xuyên. Xích qua đây nè. Cái tay là nước này mà sao mà còn lưng đâu. Rồi cái công việc của mình là xích qua đây đi con. Rồi cái công việc của mình làm ăn trong 1-2 năm qua là sao anh? Vô dịch bệnh đúng không? Vô dịch bệnh mấy tháng rồi, cũng được, cũng mới làm được mới có mấy ngày Tết nè. Ừ. Dạ em cũng đang đi lọc dừa cho người ta về ăn cơm. Lột ngày được nhiêu anh? Lột mà... À, không, vô mấy ngày Tết này như vụ làm thì nó cũng hơi nhiều. Nhiều hơn mấy ngày thường, chút đỉnh. Ngày được nhiêu? Lột ngày cũng 7-800 gì vừa, chứ không phải là 7-800 ngàn hàng, có 300 mấy chục ngàn ngày à. Làm được mấy ngày Tết đó, còn dạ. Mấy ngày thường gì vậy. Mấy ngày bằng có được từng bông đó mới về bữa 26 bữa nay, bữa qua hôm nay. Vậy em cũng đang lột cho mấy ngày ở đâu? Hả? Ở ngày anh chị ở đâu? Ở đây mà nhưng mấy chiếc ghe ta mối về đó rồi về mới làm được á. Ừ. Dạ mới về bữa 26 ngày qua này nè. Ngày có nghe đồ vọng gì đâu. Dạ hả? Dạ. Rồi sức khỏe của chị sao rồi chị Hồng? Em cũng còn mệt nhức đầu không rồi anh. Dạ hả? Dạ. Nay thấy bây giờ Hồng Hào hơn rồi bạn. Dạ. Có dạ. Hồng Hồng gì có ăn cơm uống nước gì đâu Hồng Hồng. Rồi dạ. Anh Xuyên là làm lại từ ngày nào? Làm mà mới ngày làm mà giải tỏa phong tỏ đó. Mới làm được tháng 10, tháng 1 nè, gần thơm bước đầu tháng 1 nè. Khổ ơi trời khổ, bình hư cũng vậy, mấy tháng nay cũng được bắt cô Tiến được đâu. Đèn không có đồng đáo, đồ đèn nó khi mát, khi cháy, khi không. Ờ. Nhưng mà ở đây mình thấy ở sống ở trên này mấy bé nó an toàn không anh chị? Dạ đấy. Cũng an toàn anh. An toàn. Ờ. Dạ. Giống gió vậy em cũng không sợ như mấy rồi. Không sợ, hết sợ ha. Dạ. Hết sợ rồi. Chiếc xuồng của mình là nước lên là nó còn nổi không? Chiếc xuồng mình ở chiếc ghe này nè. Bình thường. Bình thường ha. À. Nó có bị lắc lư đồ không anh? Không. Tại bên nhà ốc thì bên là nó chịu hết trơn. Nó chịu rồi. Nói chung là còn 10 năm 20 năm nữa là bình thường ha. Dạ. Thì chị có làm cây xanh cho mấy bé nhỏ nhỏ này đi học chưa? Có làm cái cây xanh rồi. Mà đưa vô sao quá à. Cho đi tiện mà đưa đi vô tới bên kia tới 7-8 cây số luôn. Rồi mình có mình em đi làm mà cũng không có phương tiện mà đưa các cháu được đi học. Dạ. Năm qua là mình làm có dư giả không có dư giả gì hả? Dạ, thiếu món nợ bây giờ qua dịch bệnh là mười mấy triệu luôn anh. Ở tiệm có ăn hợp dịch công đó là không có vô dịch bệnh đó là nó không tỏ ở đây là 3 tháng mấy đó. Nói chung là ở chỗ nào cũng không tỏ hết đó. Có đi đâu ở đây giờ em cứ đi lên cái lên bờ được cái đi xuống rồi gọi không đi đâu được. Em thấy khổ cả đó luôn mà mai mấy tháng chờ mà hỏi tiền ta xài không có tiền chết luôn. Hỏi tiền ai chị? Kêu bà gì xong có hỏi tiền rồi tiền tháng ta thôi mới nợ giờ mấy triệu. Ủa hôm trước là 2 năm trước làm nhớ các nhà xong là mình còn dư được nhiều tiền mà. Là đó cúng gọi anh có lúc mà cúng chuẩn nghị cho tiền đó còn 1 triệu mấy cái đồ cúng kiến đó. Ừ. Dạ còn 1 triệu mấy bạc à. Dạ. Thì chị phải phấn đấu cho các bé đi học chứ bây giờ mình thấy cái cảnh này mà mình cổ hoài sao được. Cũng phải phấn đấu đó em cũng giá cho nó hết cái này đi em cũng ráng làm luôn đó chứ giờ. Em có ông cậu, có cái ông cậu mới gọi tên, ổng khổ ghê đúng không anh? Ổng bệnh giờ cũng không nhôm nhách, giờ ổng đi chết thuốc bệnh, anh có khả năng giúp cho ổng có tiền không cơ? Ông ở bên xuồng bên này. Ông ở đây nè, ổng có ổng ốm mà gắt tội nghiệp, ổng bệnh gan bọng vậy à. Ông tin nó đưa giấy rồi hết bệnh cho ổng coi. Mình trước đây chút xíu em tìm hiểu sau nha. Dạ, ổng rất là khổ luôn, tội nghiệp ổng ghê luôn. Thôi ta mình kiếm cuộc sống của mình đi. Cuộc sống của mình đi. Nói nghe chị có làm gì không hay là giữ bé rồi? Em nhà hậu trợ giữ nó không à. Là ngày mình ăn uống bao nhiêu anh Xuyên? Ngày ăn uống đồ ăn dầu cũng mắc hết trơn anh. Dầu đồ ăn á mà. Thì anh đưa tiền cho vợ đó thì như vụ làm ngày đừng cầm mấy. Các con ngồi vậy đi các con. Ngồi ngồi vậy hết trơn coi. Nó mừng anh á, anh nó cho chú bà hồ xuống rồi. Nhớ biết hả? Dạ. Nhà thằng đó đó chú bà hồ lặn lại tóc dài và tóc cục rồi đó.
Bữa đó chị giới thiệu tên các bé lại cho các cô chú anh chị biết thôi. Cái này Kim Mai, đứa kế là Kim Quang, đứa kế là Di Khánh, Tường Di, Bảo Khánh, Bảo Hà. Kim Mai, Kim Khánh, Kim Hoa. Kim Mai, Kim Hoa, Bảo Khánh, Bảo Hà, Tường Di, Di Khánh. Trời ơi. Thì cái Tết này mình có mua gì cho các bé chưa? Chưa, nó anh tiền bọng giờ, tiền ăn nó tiền đâu mua đó. Anh làm rồi người ta có thưởng cho mình không anh Xuyên? Không. Có thưởng gì đâu anh ơi. Có thưởng gì đâu. Mặn mà mình mặn mà. Mặn như ta vô dịch không, nhưng có cuối năm thì cho được vài trăm ngàn xài Tết vậy thôi. Chứ mình chưa sắm đồ mới cho các bé luôn. Dạ. À. Đồ cũ kỹ người ta cho trên bờ mặn không anh ơi. Đồ người ta thương định ở trên đây là đồ cũ kỹ người ta mua cho mặn không á. Thì làm phân đâu mà làm không nổi. Vô dịch cái rồi em trắng tay luôn á. Gán làm luôn mà đi làm hỏi chuyện này kia làm không được luôn. Mấy tháng mình mua lưới mình giăng rồi dịch người ta có trợ cấp gạo cho mình không? Cấp gạo có không có cái bài mới cấp gạo chừng tháng mấy hay tháng nay anh. Rồi bả mỗi tháng 50 kg gạo bà cho đúng. Được một tháng được 50 kg gạo. Ừ. Với mấy chai nước tương gì đó một tháng. Giờ bả mới cho mới đây nè, rồi mà nó qua Tết nữa. Dạ. Hàng tháng gì bả cho được 50 kg đó. Dạ. Bà đó như có con ở trên Campuchia. À 50 kg thì mình đủ sống rồi. Có đâu một tháng thì em tới chơi 80-90 kg lên rồi. Tại vì nấu buổi sáng là giờ gạo đâu không nở, nấu buổi sáng là 5 lon rồi, chiều 5 lon nữa. Sáng 5 lon. Dạ. Chiều 5 lon. Giờ 5 lon giờ nó không nở nữa, nấu nồi bé lớn, nồi 2 loại 2 lít anh nào không nở nữa. 5 lon là 1 lít rưỡi. Hơn hết rồi. Dạ gần hơn 1 lon đó là 2 lít đó. Dạ. Gần 2 lít buổi ăn. Cái chiều tiền cơm của mình là nhiêu? Dạ. Tiền đồ ăn á. Đồ ăn như thế nào? Đồ ăn đủ khi dạ, trăm khi tưởng đổi anh khi trăm khi 70-80 cũng chừng nữa. Dạ. Là mấy ngày ha? Dạ. Mời em rồi. Sống trên ghe là không có bé nào nó dạng hơn hả? Dạ. Rồi sao mình không lấy giấy số rồi cho đi bán anh Xuyên? Bây giờ bình tĩnh quá anh ơi, giờ bán số người ta bán tới rồi có nhỏ em chồng bán trong ế với lắm. Cái này là chưa có đứa nào được chích được mũi nào hết á. Giờ bệnh hoạn quá trời, nhớ dám đi đâu đâu. Chỉ có em chích được 3 mũi rồi, chứ nhỏ lớn rồi nè mới chích được 2 mũi nè. Giờ nó ở nhà cho phụ trợ mua đi mua đàn cho mẹ nó rồi cũng không dám cho nó đi. Nó đi nữa rồi đã đi ra ngoài dính dịch bệnh thì về lây mấy đứa này mấy đứa cháu nó là mệt nữa. Chị chúng cho nó đây lên chợ đó là mua đồ ăn đi xuống đó chứ không dám cho nó đi xa nữa đó. Dạ. Bệnh hoạn quá trời. Dạ em cũng chích được 3 mũi rồi, em cũng không sợ gì mấy. Nhờ mình thấy thoáng mát ha. Dạ. Dạ. Bước lên trò chổi cái cửa lên nữa. Cái cửa cho mát mát nữa. Con chào chú được không? Chào chú ơi. Chào chú ơi. Ờ nó ngồi nó, đi coi. Nó ngại quá. Khánh ơi về chú Khánh theo Khánh nhớ chú Hồ không? Nhớ trơn á anh, tại vì mấy đứa nhỏ lại nhớ anh trơn á. Nãy nó xuống mừng đó anh chú có hồn xuống đó. Bao lâu rồi em chưa quay lại đây em quên rồi ta? Mới có năm vừa rồi nè, năm vừa rồi anh cũng quay lại đây ta. Bữa trăng bữa 27 này nè, bữa năm nay cũng 27 nữa. Dạ. Nhớ hả? Dạ. Là một năm trọn. Năm trọn. Trọn dạ. Năm bạn con. Thấy anh Xuyên cái này sức khỏe là cũng ok tốt ha. Chưa gì bệnh có ăn ở không, cũng có ăn gì đâu anh ơi. Ở không mà khỏe. Một ngày mà tiền ăn, tiền gạo không là một ngày không là 5 lít gạo 5 lon mà sáng chiều là 10 lon anh ơi. 10 lon gạo là 3 lít mấy gạo. 3 lít mấy gạo. Nói chung là qua một năm qua thì gia đình mình vẫn chưa có tiến triển gì ha. Dạ. Khổ ghê luôn, mớ màng quá tháng này mà cũng dịch có tiền vô dịch đó. Nhưng em cũng phấn đấu lắm mà vô dịch thì mình là không được rồi. Cũng phải chịu bó tay luôn. Không tỏ điều chờ luôn. Không tỏ mà sáng mà đi kiếm hai gà ăn không có. Anh tính đi ở đây á. Có cho đi xa dạ. Đâu có to cho bên kia đâu. Đi lên đây xong đi vòng vòng ở đây được thôi chứ còn bước ra ra mài. Nhưng gì? Mà một mình em nghĩ là một mình anh Xuyên là làm sao mà nuôi nổi hết các bé như thế này ta? Có hỗ trợ trên bờ ta cũng cho gạo thóc ăn anh ạ. Người ta cũng cho gạo thêm đó. Tiếp thêm. Ta cho gạo. Thêm phụ là cho gạo á. Dạ. Rồi dạ. Tiền ăn cái gì có thể là khả năng em lo được. Nhưng tiền gạo nó lâu lâu quá thì ta cho. Dạ.
chứ không phải một mình em mà em lo hết nổi được. Nhưng khi lúc mà mình sinh các bé thì mình có nghĩ đến cái thời điểm nó khó khăn giống gì, mình không có điều kiện kinh tế mình nuôi không mình xin? Hồi lần gì em cũng có nghĩ mà thì lại các cháu nó bước lên thì mình sao nha. Em cũng có nghĩ chứ không, nhưng hồi lần em làm cũng được lắm lắm, cũng có đâu, có sợ làm hoài à. Rồi cái xanh mấy đứa này ra cũng hơi nó hơi kém chút, thiếu chút đỉnh hoài. Con nói gì đi, nói gì chú Hồ coi. Nhìn các bé không có được ăn học nè, không có được giống như người ta, rồi cái thành thử là thấy nó cũng tội nghiệp ha. Tội nghiệp chứ. Nó nhát ở đây là ai xuống là nó nhát hết rồi. Có khi nào gia đình mình mà dắt nhau lên bờ ăn một ngày nào chưa, ở trong một cái quán tại mình đó, ở dưới ghe không ăn tiền bọng đâu, quán hết gia đình của em là cho cỡ 100 mấy mới đủ gì đâu. Gia đình mình là chỉ biết ở trong ghe, ở dưới ghe này chứ đâu đi đâu hả? Ha, dưới ghe không chắc có anh Xuyên là đi nhiều nhất thôi. Dạ. Đi làm mình đi chỗ này chỗ kia làm có đi. Còn đó các bé này nó đâu được quân chợ đâu hả? Dạ. Không được chợ. Giống như các em bé này giống như là mình đang bị tự kỷ á, nên mình phải cố gắng cho các em phải giao tiếp nhiều hơn, không có chịu nói chuyện. Dạ, nó mắc cỡ rồi nè. Chỉ có là người nhà như ngoài nó như cậu hay gì đó, chú nó ra gì nó nói chuyện thôi, chứ còn người hay lạ rồi xuống đây là nó vậy đó không thôi. Nó nói chuyện. Anh ăn cơm sáng chưa lên đây anh? Dạ rồi chị. Sáng anh có ở dưới cũng khỏe, mấy hôm tỏ mấy tháng cũng khỏe à. Dạ, khỏe mới lên đây nè. Nói chung là gặp những cái hình ảnh các bé như thế này rồi không biết nó sao. Dạ. Thì mà mình đi làm mướn quanh năm suốt tháng hoài, anh Xuyên có nghỉ không? Mệt. Thì không có ghe về cũng nghỉ, không có mặn gì anh ơi. Mệt thì nghỉ chứ sao trời. Ví dụ bữa nào mình làm quá mệt rồi, rồi người đó là hết sức mình nghỉ một ngày, nghỉ cho khỏe lại rồi mai mình đi làm tiếp. Có nhậu không? Hả? Có nhậu không? Cũng có anh. Có rồi, cũng uống vài ly rồi cũng ngủ. Ngủ rất mệt quá. Chiều đi làm thì cũng có đi chứ, đặng là cũng tối em đi làm. Hôm nay thì đến đây là đầu tiên, là trước tiên là em thăm lại cái hoàn cảnh gia đình của mình. Sau một thời gian thì gia đình của mình có làm ăn cắm cá không, để cho các mạnh thường quân có thể biết được về cái tình hình, hiện tại của mình. Mình than thì nó cũng vậy hoài à. Cái việc làm trước tiên là mình phải làm chứ mình không than. Em cũng không có than, em nói là vô dịch về mình phấn đấu lên không được rồi than thở sao được than nha. Anh ăn như mình đã, mình ra cứ muốn cố gắng hết sức rồi mình làm không được mục tiêu như mình cũng đâu có than được gì đâu. Để quay cho cô bác anh chị mạnh thường quân, những người giúp đỡ mình coi có vui hơn khi mình làm ăn khấm khá thì người ta vui hơn. Cái thứ hai là em gửi cho gia đình mình, thay mặt cho chú Kevin Trần ở Mỹ á, gửi cho gia đình mình cái đèn này ha. Cái đèn này là một cái đèn thắp sáng nè. Anh đèn năng lượng mặt trời á chị, gịch lên gì là sáng à. Mà từ nào nó lỡ hết đèn là nó điện sao? Hết sạc chị, để ngày nắng sạc thôi. Dạ, nghe anh. Và đây là cái đèn pin luôn nha. Đây là cái đèn pin luôn nè. Dạ. Nè anh. Đây, em gửi cho anh, bỏ cho bọn này. Anh biết xài không? Cái nút này là gạch lên là sáng à? Gạch thẳng lên. Dạ, gạch lên, anh gạch lên đi. Rồi, đóng xuống là tắt. Vậy là hết điện mình đem sạc á. Sạc á. Hết điện để mình đánh sạc. Dạ, này là sạc điện thoại nha anh. Sạc ở đây nè. Điện thoại nữa hả? Dạ, nó có thể sạc cho cái điện thoại được ha. Cái điện thoại của chị găm vô đây để lấy sạc. Anh hiểu không? Rồi, nó có chế độ đèn ngủ này nữa nè. Mình bắt bây giờ bắt một cái. Bắt một cái là gì? Bắt này sáng đi. Hai cái là sáng nè. Đó, tắt nè. Rồi anh đè chút xíu là trên này nó chuyển sang đèn ngủ nè. Thấy chưa? Đè cái nữa là tắt. Cái nắng sạc vậy đó hả? Dạ. Rồi, tặng cho hai mặt cho chú, tặng cho anh chị cái này. Chú Kevin Trần ở Mỹ. Sao biết em có đèn mà tặng cũng hay
trời. Ôi chó sủa. Em cũng cảm ơn luôn nha. Mình phải like với chó. Hết năm rồi thì em cũng thay mặt cho chú Kevin Trần á, gỡ lì xì cho các bé. Hôm nay thì thay mặt cho chú gỡ cho các bé lì xì. Đây là số tiền lì xì của các bé nè, chú tặng con. Cảm ơn chú. Đây, nói ngày mai nói cái gì? Sự như ý. Rồi. Chú tặng con nè. Lấy hai tay con. Hai tay. Rồi, hai bạn. Rồi, lấy mấy tay? Hai tay. Hai tay con. Đứng lên. Cảm ơn chú. Rất là lắm. Rồi. Lấy đi. Nói gì không con? Cảm ơn chú nói vậy. Nói gì đây? Nè chú tặng con nè. Rồi, đây là ôi chó sủa quá. Thay mặt cho chú Kevin Trần ở Mỹ thì gỡ bóng đèn đắp sáng với lại quà lì xì Tết cho các bé, mỗi phần quà là 200.000 đồng. Đó, để cho các bé có Tết có thể mà mua bánh mứt đồ dùng ha. Rồi. Anh chị có muốn nói lời nào không? Em muốn mang lên chú gì anh nói thiệt nè. Cảm ơn các bạn đã đón chúc về nhà khỏe cho mọi người. Dạ anh Xuyên. Dạ em cũng như vậy em đang. Đáng sủa quá. Em coi bước qua mà nằm ngoan ngoãn quá tàn quá tàn gì ta. Dạ. Rồi. Thôi vậy là chúc gia đình mình năm mới.